Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay, thứ năm, ngày 4 tháng 7 năm 2024, giải nhất miền Bắc 14361, giải nhì 82735, 51486 và bao gồm các giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 06574. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.